Mấy giờ bắt đầu Hùng ơi? Hùng ơi Hùng, Hùng Hùng mấy giờ bắt đầu? Có bác Nhi đâu? Thì bác Nhi nói đến xong mình vậy thôi mình cứ bắt đầu hay sao? Dạ. Yeah. Thôi thì xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chúng tôi ngày buổi chiều, một buổi chiều thứ bảy quý báu như ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Và điều đầu tiên chúng tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi, chúng ta đừng để ghế trống ở hàng trên, mời quý vị ở dưới lên trên ngồi hết, mình ngồi trên thì chụp hình nó mới đẹp, chứ không lẽ mình cứ chụp hình hàng ghế trống xong rồi mới thấy người, mời quý vị lên hết nha. Mình cứ ngồi lên trên hết. À, chị mời cô mời bác lên trên ngồi đấy nè, em ngồi trên hết rồi. Để ghế sau cho những người tới sau. Dạ, mời các bác lên trên nha, ngồi lên trên cho nó. Dạ. Thưa quý vị, trước khi vào cái vấn đề chính thức thì xin được nói chuyện ngoài lề một chút xíu ạ. Trời có nóng không ạ? Thành ra chúng tôi xin được đem cái quạt này là cái quạt xếp kiểu Nhật hoặc là một đôi đũa để gửi tặng đến quý vị, tất cả quý vị tham dự ngày hôm nay. Thì đây là món quà đem từ bên Nhật Bản qua. Thì thưa quý vị là cái quạt mình ngày xưa đó bằng nan tre, mình chỉ tẽ ra được cái phết giấy là cái quạt cứng, ngày nay cũng vẫn còn. Tuy nhiên người Nhật là cái người tỉ mỉ cho nên là họ đã làm thành cái quạt xếp, và ngày nay thì ở đâu cũng có quạt xếp hết. Và đây là một cái bức hình tranh thủ ấn họa. Cái tranh này là gốc từ Trung Quốc, nó cũng tương đương với lại tranh đồng hồ của mình. Nhưng mà Nhật Bản là cái người đã nâng cái tranh thủ ấn họa lên hàng đầu thế giới. Đó, thì như vậy. Còn thưa quý vị, tại sao lại thằng đũa? Là bởi vì trong nhà người Nhật hầu hết là gia đình thì đũa của ai người đó dùng. Mà để tránh cái trường hợp dùng lẫn với nhau, thì khi họ bán một hai đôi đũa cho vợ chồng thì cũng hai màu khác nhau. Hoặc là năm đôi thì năm màu khác nhau để của hai người đó dùng trong nhà. Tôi không nói là tất cả nhưng mà hầu hết người Nhật là như vậy. Cho nên đây là món quà kỷ niệm đặc biệt. Thì trong cái chuyến đi lần này của chúng tôi tới Mỹ là lần thứ 41, lần đầu tiên là năm 78. Và đã tới vùng hoa thịnh đốn này trước sau cũng khoảng 30 lần. Và đã có những cái buổi nói chuyện ra mắt chắc cũng là mười mấy lần ở đây. Và bữa nay thì lần đầu tiên tổ chức ở đây trong cái chuyến hành trình này. Thì chúng tôi rời Nhật Bản ngày mùng 7 tháng 8, qua Tây Mỹ cũng là ngày mùng 7 tháng 8. Và chúng tôi đã nói chuyện tại Little Sài Gòn, San Diego, New Mexico, Dallas, rồi Nashville, rồi Atlanta và lên đây. Thì sau đây thì chúng tôi sẽ đi Boston. Sau Boston thì chúng tôi sẽ đi 5 nơi ở tại Canada, tức là Toronto, Ottawa, Montreal, Calgary, Vancouver. Sau đó lại quay trở lại Mỹ là San Jose rồi mới về Little Sài Gòn. Còn một địa điểm nữa chúng tôi đang thảo luận là có thể chúng tôi sẽ ghé Phoenix, Arizona. Tức là từ Little Sài Gòn bay vào Phoenix xong lại trở về liền. Tại vì nó cũng gần, chúng tôi cố gắng cái tuần lễ cuối cùng trước khi trở về Nhật. Thưa quý vị là như vậy. Yeah. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có gửi tặng tới tất cả quý vị cái bản tuần hoàn nguyên tố ở cuối này, lát nữa chúng tôi xin gửi quý vị. Thì thưa quý vị, bản tuần hoàn nguyên tố đó thì tất cả chúng ta học trung học ai cũng biết cái bản này. Nhưng mà trong cái bậc trung học chúng ta cái bản nó chỉ có ký hiệu mà thôi. Thì chúng tôi mới nghĩ là nguyên tố đâu có nhiều mà thời đại này truyền thông mạnh lắm. Tại sao không có cái hình nguyên tố để chúng ta nhận diện những nguyên tố đó là như thế nào? Thì trong ngày xưa chúng ta học là cỡ 108, bây giờ nó lên 118. Nhưng mà chúng ta chỉ biết khoảng 10% mà thôi. Đồng vàng chỉ sát những cái thông dụng thôi. Ví dụ những cái chất nổi tiếng như là uranium nó như thế nào, plutonium, einsteinium, kể cả californium cũng không biết như thế nào. Thành ra chúng tôi tra tìm, thỉnh thoảng có những dịp tra tìm nguyên tố thì chúng tôi thấy internet rất nhiều. Và chúng tôi tìm thấy một cái nhân vật người Mỹ là ông Gray, là một chuyên gia về bản tuần hoàn nguyên tố. Ông đã thực hiện bản tuần hoàn nguyên tố màu, tức là có những nguyên tố đi kèm. Tuy nhiên khi mà quan sát kỹ cái bản đó thì có những cái ô ông để là vật chất, cái nguyên tố đó tức là material. Nhưng cũng có nhiều ô ông lại để là product, cái sản phẩm, nó không còn là cái nguyên tố thuần nữa. Và đặc biệt nhất là có khoảng 8 nhân vật đó, nổi tiếng được dùng làm tên của nguyên tố. Thì những cái chỗ đó ông lại để hình người. Anh Thanh Đông, ông để hình ông Anh Thanh. Thì chúng ta biết ông Anh Thanh mà chúng ta không biết anh Thanh Đông nó như thế nào. Rồi tới cái phần những chất khí đó, quý vị, hầu hết cái dọc chất khí bên đây thì là hydrogen, helium, oxygen, v.v. Nó đều là vô sắc hết như thế này. Ví dụ màu này là màu trắng này.
nhưng mà không khí đây với lại ánh sáng là vô sắc, thì ông cũng để giống nhau hết, cho nên chúng tôi có cái phần là vô sắc, nhưng mà khi đốt nó ra màu gì. Thì ra đây là cái bản tuần hoàn nguyên tố, chúng tôi nghĩ là nó đơn giản ngắn gọn mà chúng ta nhận diện được cái nguyên tố trong đây lắm. Cái nguyên tố trong thiên nhiên nó chỉ tới 92 cái lượng uranium là hết, và sau đó con người dựa theo cái quy luật thiên nhiên về vấn đề nguyên tử lượng tử, họ đã chế ra những nguyên tố mới, và cho tới ngày nay thu thập được á, cái lượng đủ để chụp hình là tới 99 mà thôi, còn sau đó tiếp tục tới 118 là những lượng rất là nhỏ, cho nên hầu như không có hình. Mà những cái nguyên tố đó đã được Hiệp hội Hóa học Quốc tế công nhận là nguyên tố mới, nhưng mà từ 93 trở đi đều là những nguyên tố con người tạo ra dựa những cái quy luật của thiên nhiên. Chúng tôi xin gửi quý vị ở cuối bàn đó, quan lấy dù ở cuối bàn có mấy tờ này, quý vị là chưa có thì xin gửi thẳng quý vị. Dạ vâng. Trong buổi này chúng tôi xin quý vị có một lúc chúng ta sẽ nghỉ một tí, và chúng ta sẽ cầm những cái bảng này để chúng ta chụp hình, chúng ta đăng lên truyền thông để cho đồng bào trong nước thấy được cái sự chia sẻ của chúng ta. Chúng ta không phải chỉ tập họp nói chuyện với nhau, mà chúng ta còn chia sẻ những cái ưu tư khắc khoải của đồng bào trong nước, thì chúng ta sẽ chụp hình, thì đồng bào cũng thấy ấm lòng và họ đã can đảm lên tiếng nói, và chúng ta đã có những cái tiếng ủng hộ họ. Dạ, đây là cái này. Ngoài ra thì anh Hùng anh cũng sẽ có một số quà gửi đến quý vị, như là cờ huy hiệu hoặc là một số radio. Anh Hùng ơi, dường như mình có 1.000 quà mà bà con mình đến hơi ít á, 1.000 cái radio phải không ạ? Dạ thưa, bây giờ thì xin phép quý vị để đi vào đề. Cái câu chuyện đầu tiên chúng ta muốn nói chuyện với quý vị đó, nó cũng chưa vào đề lắm đâu, nhưng mà năm nay đó là năm Bính Thân 2016 phải không ạ? Nếu mà Việt lịch, tức là từ thời Kinh Dương Vương của mình là 2879 trước Thiên Chúa Giáo, trước Công Nguyên, cho nên chúng ta cộng với 2016 thì ra năm nay là 4895. Thì tuy nhiên có một cái điều là chúng ta nói là năm Bính Thân, thì xin hỏi quý vị thân nghĩa là gì? Quý vị thấy tôi có giống khỉ không ạ? Thưa quý vị rằng là hầu hết người Việt Nam mình có thể nói 99.9% nói thân là khỉ, nhưng mà xin thưa một điểm là thân không nghĩa gì là khỉ hết, hoàn toàn không nghĩa gì khỉ hết. Tề Thiên Đại Thánh mình gọi là hầu vương, tức là vua loài khỉ, hầu mới là con khỉ, thân không nghĩa gì con khỉ hết. Thí dụ mình nói là hợi, cái ai cũng nói hỏi hợi là gì, hợi là con heo không? Thưa không phải, hợi không là con heo. Cái nhân vật mặt heo mà đi theo Tam Tạng đi thỉnh kinh mình gọi là Chư Bát Giới, Chư là con heo, trong tiếng Hán nó còn có chữ đôn là con heo. Tuất không phải là con chó à. Mình nói quân khuyển chứ không ai nói là quân tuất cả. Dạ, đã cầu bổng, cầu là con chó, khuyển là con chó, tuất không là con chó. Thế thì tại sao nó lại có cái sự nhầm lẫn như vậy? Là bởi vì mình cứ đinh ninh là một từ Hán Việt nó đi với một từ nô. Đấy, thân thì, có khỉ, mình quên mất là hầu mới là khỉ. Đó, mà trong sách Tử Vi bao giờ ông ấy vẽ thân, viết chữ thân, xong là vẽ con khỉ. Thành ra mình cứ nghĩ thân là con khỉ. Thì thưa quý vị rằng, thân là 12 chi, và khỉ là 12 con giáp, mỗi hai cái chi và con giáp đó 12 vòng tròn nó lồng vào nhau, thành ra trong cùng một cung góc thì nó đi đối với nhau. Thì mời quý vị xem cái phần kế tiếp. Dạ. Thưa quý vị, thân là 3 giờ tới 5 giờ là buổi chiều hôm nay của mình này. Thành ra đây là 12 chi và đây là giờ thân, còn đây là con giáp. Nó viết chữ vượng hoặc là chữ hầu. Thì thưa quý vị, trong cùng một cung góc 12 chi đi với 12 con giáp, giống như chúng ta cắt cái bánh này đó. Thì trong cùng cung góc này nó đi cặp với nhau. Xin thưa quý vị, thí dụ thôi, cái áo này nó đi với quần này là một bộ đó. Một bên là giáp, một bên, tức là một bên mặt phải, một bên mặt trái, một bên là quần, một bên là, chứ cái quần nó không bằng cái áo. Nó luôn đi cặp với nhau thì nó là một bộ. Cho nên rằng là mình có thể nói mình tuổi thân là nói theo chi, mình nói tuổi con khỉ là nói theo giáp, nhưng thân không có nghĩa gì là con khỉ cả. Dạ. Thành ra thí dụ quý vị có 12 cái bút, bây giờ chúng tôi có cái bút này, hình năm giác này, đó. Cái này nó đi cặp với nhau, cái nắp này nó phải đi với cái bút này, đó. Nhưng mà cái nắp nó không bằng cái quả, cho nên là tuổi thân là nói theo chi, mà tuổi con khỉ là nói theo giáp, chứ thân không nghĩa là gì là giáp cả. Dạ. Thì thêm một cái điểm nữa là tất cả chúng ta ở đất Mỹ này, thì thưa quý vị, nước Mỹ là United States of America, thì tiếng Việt mình nói là gì?
Dạ, thì thông thường ra cũng có thể nói là 99% người Việt mình đó là hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhưng mà thưa quý vị, thực ra nó là dấu sắc, chứ không phải dấu hỏi. Không phải là dấu hỏi. Mình nhìn về mặt chủng tộc thì mình thấy nhiều chủng tộc thật. Nhưng có một điểm đặc biệt quý vị để ý, trong Liên Hợp Quốc 195 gần 200 quốc gia, không có quốc gia nào đưa cái yếu tố chủng tộc trong tên quốc gia của mình cả. Không bao giờ. Mà nước Mỹ là nếu mà hợp chủng thì Canada, dân số 1/10 nước Mỹ cũng hợp chủng. Việt Nam mình nhỏ xíu cũng 54 sắc dân, nước Tàu là 58 sắc dân, nước Úc cũng di dân cũng đủ các sắc dân hết. Cho nên không bao giờ người ta đi yếu tố chủng tộc trong tên một quốc gia cả. Đối với tên một quốc gia thì họ đặt tên như thế nào? Tên quốc gia đi đối với cái thể chế mà họ theo đuổi, đó là điều quan trọng nhất. Ánh diện rằng chúng tôi đang theo đuổi thể chế gì, chứ không phải là tôi hợp chủng. Nhìn có nước nào thuần chủng đâu, tự nhiên khoe hợp chủng. Thành ra thưa quý vị, vì cái dấu sắc chữ chúng nó nằm ở đó, nó khó hiểu quá. Mình lấy dấu sắc mình uốn cong nó lại thành dấu chữ chủng. Ô, đúng rồi, tôi qua cái đấy đủ các đúng dân hết, đúng không? Dạ, có cả mình mít vàng mình trong đó nữa. Nhưng mà thưa không phải. Thì bây giờ nó là chữ chúng thì nghĩa là gì? Nếu là chữ chúng, nếu ai dở báo tàu đã đọc chắc chắn là dấu chữ chúng. Đại từ điển Hán Việt thì Hán chắc chắn là dấu sắc và dấu chúng, chữ chúng. Nhưng mà chúng nghĩa là gì? Chúng thưa quý vị là số nhiều. Chúng tôi, chúng ta, chúng mày, chúng nó. Mà chúng cũng có nghĩa là người, quần chúng là đám đông người. Cho nên hợp Trung Quốc là hợp nhiều nước. Đây là một quốc gia theo thể chế liên bang. Quan trọng nhất là thể chế, chứ không phải là mặt chủng tộc, mặt xã hội. Thành ra thưa quý vị, nếu quý vị có thể vào cái trang nhà của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngày xưa họ đánh dấu hỏi, bây giờ họ sửa thành dấu sắc hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Dạ, chứ không phải. Thế trong trường hợp nào dùng là Mỹ, quý vị có biết tại sao họ gọi là Mỹ không ạ? Nước Mỹ, tại sao gọi là Mỹ? Thường thường á, thường thường các quốc gia người ta lấy cái chữ đầu đúng không ạ? Ví dụ nói tắt chữ đầu. Trong khi đó, bởi vì đã có Asia, đã có Africa, bây giờ America cũng A nữa thì nó lộn sàng ngầu với nhau hết. Cho nên họ lấy cái ký tự thứ hai, A Mê, chữ Mê, trong chữ Hán nó đọc là Mỹ, mà người Nhật thì đọc là Mẹ. Cho nên lấy cái chữ Mỹ đó để gọi Mỹ, Bắc Mỹ, Nam Mỹ. Chứ không có là Bắc A, được Nam A nó thành ra Á Châu hoặc là Africa. Đó, chữ Mẹ nó lấy từ chữ Mẹ ra. Yeah.